Ngày 15 tháng 12, ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa có văn bản gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị về việc xử lý vụ việc tàu sắt trôi dạt mắc cạn tại bờ biển thôn 7, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong vào ngày 9 tháng 12. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo đồn biên phòng Triệu Vân tổ chức lực lượng canh gác bảo vệ an toàn đối với tàu này, giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với cơ quan đơn vị có năng lực khẩn trương lập phương án là dắt tàu ra khỏi vị trí mắc cạn về neo đậu tại bến cảng Hải đội 2. Trong thời gian chờ thông báo tìm chủ sở hữu và xử lý tài sản, trường hợp không tìm được chủ sở hữu, giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục quản lý bảo vệ tàu trôi dạt nói trên, đảm bảo an ninh an toàn, tránh để chìm đắm, trộm cắp, hư hỏng, mất mát tài sản trên tàu. Liên quan vụ việc ngày 13 tháng 12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã có đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm thông báo tìm chủ sở hữu con tàu. Quá thời gian thông báo, nếu không có tổ chức cá nhân nhận, thì thành lập hội đồng thẩm định, bán đấu giá, xung công quỹ nhà nước theo quy định. Trước đó, ngày 9 tháng 12, đồn biên phòng Triệu Vân đã phát hiện tàu vỏ sắt dạt vào bờ biển. Tàu có chiều dài 50m, rộng 10m, cao 12m, có 3 tầng gồm tầng hầm chứa mái, tầng 2 là bếp và nhà ăn, tầng 3 là buồng lái và phòng ngủ.